Xin chào. Được chưa? Video này là mình làm bột để mà mình đổ bánh kẹp. Ở trong đây mình có thành phần là bột gạo nè, sữa đậu nành, nước cốt dừa, nửa ký bột gạo 200g đường. Nước cốt dừa dắt cho thật là kẹo. Sữa tươi nữa. Thành phần có sữa tươi, sữa đậu nành, nước cốt dừa, đường, bột gạo. Có thể mình muốn cho nó giòn nữa, mình sẽ trộn thêm một ít, khoảng chừng 3 muỗng bột mì ngang. Lưu ý là khi mà mình trộn bột xong, mình để khoảng 2 tiếng đồng hồ sau cái mình hả đổ. Tại vì khi đó bột nó hơi dậy lên, nó nở bột ra, mình đổ cái bánh kẹp nó sẽ giòn hơn, nó sẽ ngon lắm. Thì khi mình pha bột á, mình đổ chừng cho nó vừa tay thôi, đừng có quá lỏng mà cũng không có đặt nhiều. Đặt thì cái bánh nó sẽ cứng, còn lỏng quá thì mình đổ nó khó gỡ lắm, cho nên bột mình phải quậy cho nó vừa tay. Rồi xong mình đợi bột nở ra cái mình hả đổ. Vậy là đây là khâu pha bột. Rồi cộng rang tâm nhuyễn ra cho vô bột bánh kẹp. Mình không có mè, mình thay thế đậu phộng cũng được. Nhưng mà vừa đậu phộng vừa mè cũng ngon. Mình làm đậu phộng. Để cho bột nó nở ra, nó dậy lên. Mình hãy đổ. Cái bánh nó sẽ rất là giòn. Để nhiều đậu phộng cho nó ngon. Đậu phộng vô bánh kẹp, ăn đậu phộng rất là thơm. Trở về bánh đi. Hồi nãy mình có để đậu phộng rồi, nhưng mà cảm giác nhiều hơn nó ngon hơn, cho nên mình muốn để thêm vô bột. Chắc ngon đến đây. Thì nó phộng vô quá hấp dẫn. Thường người ta đổ bánh kẹp đó, người ta để nước cốt dừa với bột. Nhưng mà cái này mình chế biến thêm, mình thoa cho đậu phộng thêm nữa. Ăn có hương vị đậu phộng rất là hấp dẫn. Thơm ngon, tăng hương vị của bánh kẹp. Hâm có chín chưa? Wow, quá vàng, ngon tuyệt vời. Bánh quá ngon luôn, ngon cực kỳ luôn. Mình cho nó vàng thêm bề nữa. Bảo đảm cho khuôn nó đừng có bị dính. Dễ lấy bánh ra. Nhóc nó ăn không ra cho cái.
đổ cho bánh đầy mấy cái cánh, cái cánh hoa, lắc cho nó đầy, nhìn thấy cái bánh nó ngon lắm. Đậy lại, wow, cái bánh ngon lắm. Cái bánh kẹp mới ra lò rất là tuyệt vời. Thoa khuôn bảo đảm vẫn dính bánh, dễ gỡ. Để mọi người cùng thưởng thức. Thưởng thức món bánh kẹp đặc sản của mình. Xin mời thưởng thức. Mời mọi người.